của nhà bà đây này, hai cái này lulu này, đấy phong phong nào đây, tải này là tải của nhà này, buông cho thạch du, hai cái này con này là của một nhà, hai cái này là của một nhà, chẳng có biết, tôi quay thêm mày, ông vàng, hai cái tải này là của một nhà, cái tải nào? Hai cái tải này này. Rồi. Cháu không biết nhưng mời hai cái tải này là của một nhà. Nhà thấp của một nhà. Bỏ tiền tỷ ở nhà tiền mùn đây. Bà con chờ rất là đông nha. Làm từ giờ đến chiều cũng hết việc. Tranh nhau thóc rồi. Cháu bỏ hai cái tải này là của một nhà. Cháu không biết là của ai. Đây này, đây này, trời chồng ơi. Báo thợ lái lại nhà khói. Cháu không biết là của nhà nào nhưng mà hai cái tải là của một. Cuối cùng là của ông Phượng ấy, của ông Phượng Mọt đấy. Cuối cùng chưa xả là ông Phượng ấy. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chính Vinox. Sau một màn chia thóc, tiếp tục công việc của ngày hôm nay, máy của chúng mình tiếp tục gặt những chân trụ nhỏ, lầy, thấp. Mời các bạn cùng theo dõi quá trình máy gặt nhé. Đối với dụng bé thì đội máy của mình vẫn sử dụng chiến thuật ti ti ca ca, gặt một đường bỏ một đường. Với chiến thuật này sẽ mang lại hiệu quả nhanh hơn là so với ta gặt vòng quanh sửa bờ.
một đường nữa là xong các bạn ạ.
nhiều, có kinh nghiệm rất là nhiều chuột. Chuột à, nhiều chuột lắm nhưng mà mình không ra quay không bắt được chuột. Đây này, quá nhiều chuột này. Đấy là sau khi màn gặt xong đến tiết mục nó bắt chuột các bạn ạ. Nhiều lắm anh ạ, ở đằng này này. Núp nhúc này, nhưng mà chuột này chuột bé, không có chuột to đâu. Máy chở thóc lên bờ xả bà con nhá. Và còn vài ruộng nữa là hết đồng nha các bạn ạ. Lại phải đi đồng khác. Đây. Thế thì vào đây cắt cho chúng tôi từ đây đi. Trời nắng này tranh thủ cắt đi bác, mùa phơi cho nó ấy. Được. Cắt từ giờ đến tí nữa cắt. Lúa này quá chín rồi, đẹp. Đây ba anh dạy ơi. Đây sao là từ đây à? Đây ba nhà ở đầu trong đây, gặp luôn. Đây mấy nhà đầu trong đi vào luôn nhá. Ba nhà là hết đấy nhờ, ba nhà. Ba nhà là gì? Tiến đường đùi là xong. Trời nắng này. Mới hôm vừa rồi mưa sốt ruột nhỉ bác nhỉ.
cắt tiếp ruộng nữa để thế thôi, ông cắt thế thôi. Để ra hết thau ở trong bồn nữa. Video máy to gặt ruộng nhỏ, chân ruộng trũng thấp này của mình tới đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các video clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.